Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Vốn là nơi sinh sống của hơn 3 triệu người, khu vực Temple Saint Petersburg, Clearwater, lần đầu tiên kể từ năm 1921 sẽ bị bão tấn công, và đó là siêu bão cấp 5 Milton. Milton, cơn bão bùng phát mạnh mẽ vào ngày 7 tháng 10 và trở thành một trong những cơn bão đại Tây Dương mạnh nhất từng được ghi nhận khi tăng từ cấp độ 1 lên cấp 5 trong chưa đầy 24 giờ. Dự kiến siêu bão Milton sẽ đổ bộ vào cuối ngày 9 hoặc sáng sớm ngày 10 tháng 10, đe dọa khu vực đông dân cư ở bờ biển phía tây của bang Florida, nơi vẫn đang vật lộn với hậu quả của cơn bão Helene cách đây chưa đầy 2 tuần. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1921, khu vực Temple Saint Petersburg, Clearwater bị một trận bão tấn công trực tiếp. Chỉ có điều khác so với trước đây, khu vực này không còn là vùng hẻo lánh mà đã trở thành nơi sinh sống của hơn 3 triệu người. Và 1 triệu người sinh sống ở ven biển bắt buộc phải đi sơ tán. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, Milton là một cơn bão thảm khốc và nguy hiểm, mang theo sức gió duy trì tối đa 270 km/h, trở thành cơn bão cấp 5, mức cao nhất trên thang Saffir-Simpson, 5 bậc. Một điều nguy hiểm nữa, theo thị trưởng thành phố Temple, bà Jane Castor, là siêu bão Milton sẽ khiến mực nước biển dự báo dâng cao 4,5 mét, sẽ đủ sâu để nhấn chìm toàn bộ các ngôi nhà. Vì vậy, theo thị trưởng Temple, nếu ai đó ở lại, không đi sơ tán, thì về cơ bản, căn nhà của họ sẽ trở thành chiếc quan tài mà bạn đang nằm bên trong. Và khi người dân chạy đua với thời gian đi sơ tán, camera đã ghi lại cảnh vắng vẻ, yên tĩnh ở những nơi trước đây vốn đông đúc. Những con đường, khu nghỉ dưỡng, sân thể thao, tất cả đều vắng lặng, không bóng người trước khi Milton, cơn bão có khả năng dẫn tới sự tàn phá nghiêm trọng nhất, đổ bộ vào bang Florida. Trang military.com đưa tin, các căn cứ quân sự Mỹ trên đường đi của cơn bão cấp 5 Milton đã hành động ngay lập tức trước khi bão đổ bộ. Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, siêu bão Milton là cơn bão cực kỳ nguy hiểm khi tiến đến bờ biển phía tây Florida và dự kiến đổ bộ vào ngày 9 tháng 10. Milton trở thành bão cuồng phong ngày 6 tháng 10 và đã tăng cấp rất nhanh lên siêu bão cấp 5 ngày 7 tháng 10. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 250 km/h và thậm chí có khả năng mạnh thêm, trở thành siêu bão với cấp 6 với gió giật là 320 km/h, cấp độ chưa từng có trong thang bão 5 cấp Saffir-Simpson. Thiếu tướng Pat Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang theo dõi đường đi của cơn bão và chuẩn bị cho mọi khả năng. Chính phủ liên bang, bao gồm Bộ Quốc phòng, sẵn sàng ứng phó với bão Milton, bao gồm cả việc cân nhắc mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra, dọn dẹp tuyến đường tìm kiếm và cứu nạn. Ông Ryder nói thêm rằng, Lầu Năm Góc đang làm việc với cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang để chuẩn bị cho những tác động tiềm tàng khi cơn bão đổ bộ. Căn cứ không quân MacDill ở Temple nằm ngay trên đường đi của bão Milton. Theo dự báo bão của cơ quan thời tiết quốc gia, giới chức căn cứ đã ra lệnh sơ tán trên diện rộng vào ngày 7 tháng 10. Phần lớn các dịch vụ, trường học và các nguồn lực khác của căn cứ cũng đã đóng cửa vào ngày 8 tháng 10. Joe Riley, phát ngôn viên của Bộ Không quân cho hay, MacDill đã sơ tán 12 máy bay KC-135 đến căn cứ không quân McConnell ở Kansas. Phi đội chiến đấu cơ số 482 tại căn cứ dự bị không quân Homestead ở phía nam Miami cũng đã di chuyển 7 máy bay chiến đấu F-16 đến San Antonio của Texas. Lực lượng Hải quân Mỹ cũng thông báo đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước cơn bão. Ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Alibursky tại căn cứ Hải quân Mayport ở Jacksonville trên bờ biển Đông Bắc Florida, USS Donald Cook, USS Thomas Hunter và USS Lassen được di chuyển vào ngày 7 tháng 10. Các tàu chiến Mỹ khác tại căn cứ Hải quân Mayport sẽ neo đậu tại vị trí neo đậu trong thời tiết xấu. Máy bay cũng được sơ tán hoặc cất giữ tại căn cứ. Trước đó, sau sự tàn phá của bão Helene, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã huy động 1.000 binh lính đang tại ngũ để hỗ trợ công tác phục hồi, dọn dẹp và cứu hộ. Lầu Năm Góc đang điều động thêm 500 quân nhân có trang thiết bị công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như máy bay không người lái, hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đến những nơi đã được huy động. Tính đến ngày 7 tháng 10, hơn 6.000 lính vệ binh cùng hàng trăm xe lội nước và trực thăng đã được huy động sau cơn bão Helene. Bảy cơn lốc xoáy đã được xác nhận ở Florida khi mưa và gió từ cơn bão Milton bắt đầu ập đến, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực bờ biển phía tây Florida. Ngày 9 tháng 10, theo giờ địa phương, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ tại thành phố Miami cho biết, bảy cơn lốc xoáy đã tấn công Florida trước khi cơn bão Milton đổ bộ vào bang này và đã có báo cáo về các cấu trúc bị hư hại ở Lakeport khi lốc xoáy đi qua đây. Trong một diễn biến liên quan, bão Milton bắt đầu gây ra mưa và gió giật mạnh khi tiến gần đến khu vực Vịnh Temple thuộc bang Florida, nơi có hơn 3,3 triệu người sinh sống và chưa từng hứng chịu một cơn bão lớn nào đổ bộ trực tiếp kể từ năm 1921.
Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton hiện đang cách Temple khoảng 155 km về phía tây nam, với sức gió duy trì tối đa là 205 km một giờ. Hiện nay, bão Milton đã bị hạ cấp xuống thành bão cấp 3, nhưng vẫn là một cơn bão lớn và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng khi nó tiến gần bờ biển phía tây của bang Florida. Các quan chức Mỹ đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân di chuyển vào đất liền hoặc đối mặt với rủi ro khó sống sót do sóng dâng của bão. Hãng thông tấn Reuters của Anh đã công bố hình ảnh thu từ vệ tinh cho thấy quá trình tăng sức mạnh của bão quái vật Milton. Các nhà chức trách cảnh báo người dân Florida rằng ngày 9 tháng 10 là thời điểm cuối cùng để họ sơ tán hoặc ẩn náu trước cơn bão cấp 5 Milton. Vành đai bão đã bắt đầu tác động đến Florida và tình hình dự kiến sẽ xấu đi. Cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành cho một số khu vực của Nam Florida. Thành phố Tampa Bay là nơi sinh sống của hơn 3,3 triệu người, phải đối mặt với khả năng bị tàn phá trên diện rộng do bão Milton. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự đoán Milton có khả năng suy yếu nhưng vẫn là một cơn bão lớn khi đổ bộ vào đất liền trong khoảng thời gian từ tối 9 tháng 10 đến sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Theo ước tính của Cục Thống kê Dân số Mỹ, chính quyền đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc trên 11 hạt của bang Florida với tổng dân số khoảng 5,9 triệu người. Với hơn 1 triệu người dân ở các vùng ven biển phải tuân thủ lệnh sơ tán, dòng xe dài nối đuôi nhau khiến đường cao tốc tắc nghẽn trong khi các trạm xăng cạn nhiên liệu. Milton trở thành cơn bão mạnh lên nhanh thứ 3 từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương. Theo đó, Milton đã tăng từ cấp độ 1 lên cấp độ 5 chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Ngày 8 tháng 10, Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân ở các khu vực sơ tán tại Florida rằng họ cần phải di tản ngay lập tức. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu từ Nhà Trắng: "Tôi đã được các nhà lãnh đạo cấp cao của chính quyền thông báo tóm tắt và chúng tôi đang tăng cường chuẩn bị cho bão Milton. Đây có thể là một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong 100 năm qua tại Florida." Tổng thống Biden ngày 8 tháng 10 cũng đã thông báo hủy chuyến công du tới Đức và Angola để ở lại giám sát diễn biến của siêu bão Milton. Ngày 9 tháng 10, bão Milton đã chuyển hướng và có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng ở khu vực dọc theo bờ biển phía tây bang Florida của Mỹ. Trước nguy cơ cơn bão lớn thứ hai trong nhiều tuần qua đang hướng vào bờ biển phía tây của bang Florida, nhiều người dân khẩn trương, chẳng chống nhà cửa và sơ tán. Nhiều hãng hàng không tăng chuyến từ các khu vực Temple, Orlando, Fort Myers và Sarasota do nhiều phương tiện sơ tán gây tắc nghẽn các tuyến đường và các trạm xăng hết nhiên liệu. Theo cơ quan thống kê dân số, nhà chức trách đã ban bố cảnh báo sơ tán bắt buộc trên khắp 11 hạt của bang Florida với khoảng 5,9 triệu người. Tuy nhiên, một số người dân kiên quyết ở lại. Ngày 8 tháng 10, Tổng thống Joe Biden hối thúc cư dân bang Florida khẩn trương sơ tán để tránh bão, đồng thời cảnh báo cơn bão cấp 5 này nguy cơ trở thành trận thiên tai nghiêm trọng nhất càn quét bang này trong vòng một thế kỷ trở lại đây. Đến ngày 9 tháng 10, giới chức Mỹ cho biết thời gian sơ tán đã hết. Trung tâm Bão Quốc gia NHC của Mỹ dự báo bão Milton có thể suy yếu nhưng vẫn là cơn bão mạnh khi đổ bộ vào bờ biển Trung Tây bang Florida vào tối ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương. Tính đến rạng sáng ngày 9 tháng 10, tâm bão cách thành phố Temple 580 km về phía tây nam với sức gió duy trì tối đa 260 km một giờ. Dự báo bão sẽ duy trì cường độ khi di chuyển qua miền Trung Florida vào ngày 10 tháng 10 và theo hướng đông về phía Đại Tây Dương. Hiện các nhà dự báo chưa chắc chắn đường đi của cơn bão, nhưng tối ngày 8 tháng 10, bão đã dịch chuyển trách về phía nam Temple, khu vực vịnh Temple, nơi sinh sống của trên 3,3 triệu người, được cho là sẽ đối mặt với thiệt hại diện rộng do bão Milton. Theo báo Anh Guardian, Milton là cơn bão có tốc độ gia tăng sức mạnh nhanh thứ 3 được ghi nhận ở Đại Tây Dương. Theo cảnh báo của các chuyên gia, cuộc khủng hoảng khí hậu là nguyên nhân to lớn khiến những cơn bão ngày càng mạnh nhanh hơn. Với các vùng phía nam nước Mỹ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cơn bão thảm khốc Helena. Sự tiến triển nhanh chóng của bão Milton còn khiến nhiều người bất ngờ hơn. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Milton đã chuyển từ một cơn bão nhiệt đới thành một cơn bão cấp 5, cấp mạnh nhất trong bảng xếp hạng, với sức gió đạt 289 km một giờ khi nó càn quét qua vịnh Mexico hướng đến trung tâm Florida. Tốc độ tăng sức mạnh của cơn bão được cho là thần tốc, khi chỉ trong một ngày, sức gió của cơn bão đã mạnh lên thêm 56 km một giờ. Điều này đã tạo ra một trong những cơn bão mạnh nhất đối với nước Mỹ, ngay cả khi Milton đã giảm nhẹ xuống thành bão cấp 4 trong ngày 8 tháng 10. Noah Belgren, một nhà khí tượng học ở Florida nhận định, cơn bão này đang tiến gần đến giới hạn về những gì bầu khí quyển của trái đất trên vùng Đại Tây Dương có thể tạo ra. Khi bão hình thành, cường độ của chúng được xác định bởi một số yếu tố như giông bão và gió đất, sự thay đổi về tốc độ hoặc hướng gió trong thời gian ngắn, có thể phá vỡ cấu trúc hình xoáy tròn của cơn bão.
Tuy nhiên, một yếu tố chính quyết định sự gia tăng cường độ nhanh chóng là mức nhiệt của đại dương và bầu khí quyển. Không khí và nước nóng hơn cung cấp nhiều năng lượng hơn cho cơn bão, khiến nó quay nhanh hơn và mang theo nhiều hơi ẩm hơn. Sau đó đem mưa đến khi quét qua nhiều khu vực trong đất liền, gây ra lũ lụt. Trong năm nay, vịnh Mexico đã ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tâm bão Milton cũng đi qua một số vùng nước ấm bất thường, tăng 2-3 độ C so với mức nhiệt trung bình của nước vào thời điểm này trong năm. Mặc dù bão luôn xuất hiện tại vùng đại dương này hàng năm, song các nhà khoa học khẳng định rõ ràng rằng sự nóng lên toàn cầu do đốt nhiên liệu hóa thạch có khả năng khiến bão diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn và mang theo độ ẩm cao hơn. Một nghiên cứu được công bố vào năm ngoái cho thấy, các cơn bão nhiệt đới ở Đại Tây Dương hiện có khả năng gia tăng sức mạnh nhanh hơn khoảng 29% so với giai đoạn từ năm 1971 đến năm 1990. Trước Milton, trên Đại Tây Dương cũng ghi nhận nhiều cơn bão thảm khốc với tốc độ gia tăng sức mạnh nhanh như bão Harvey vào năm 2017, bão Laura năm 2020, bão Ida năm 2021 và bão Ian năm 2022. Daniel Swain, một nhà khoa học về khí hậu tại Đại học California nhận xét, chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn thời tiết cực đoan thực sự bất thường, với mức độ tàn phá nặng nề tại Mỹ. Dấu vết của cuộc khủng hoảng khí hậu đều thể hiện rõ trong những sự kiện thời tiết gần đây. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!